Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa nhóm cải thiện mắt hình nhìn cuộc đời Canada, kính thưa ân nhân tài trợ ông Harvey Kinner, hôm nay mắt hình nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại huyện Càng Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Được biết em Nguyễn Văn Tam, 45 tuổi, gia đình em là một hộ nghèo khó khăn, vợ em và ba đứa con, cây đứa này là nhỏ nhất. Em là bệnh tiểu đường cũng type 2, nên vậy em mệt và khớp đi lại rất là khó khăn. Cho nên hôm nay nhóm mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tận nhà trao cho em một chục gạo, thùng mì cũng như 800.000 tiền mặt, và anh Hùng đi chung trong nhóm hỗ trợ thêm 200.000 là 1 triệu đồng tiền mặt. Kính thưa cả nhà nhóm, hôm nay thì mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đi cận nhà trao cận tay cho những bệnh nhân đặc biệt như vậy. Thì kính mong cả nhà được xem qua biết, thì hỗ trợ cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre có nhiều kinh phí đặc biệt hơn và giúp những hoàn cảnh bệnh hoạn khó khăn như vậy được nhiều hơn nữa. Thì em Tam ơi, em ngay họ tên gì, bao nhiêu tuổi vậy em? Em nói lớn lớn giùm ạ. Dạ, Nguyễn Tam, 45 tuổi. À, rồi gia đình em ở đây sống bằng nghề gì? Buôn bán sống hàng ngày. Rồi vợ em, vợ đâu, không có nhà? Dạ, vợ đi bán, đi về. Em có con mà, được mấy đứa con hả? Dạ, con em ba đứa. Ba đứa con, đứa này là nhỏ nhất hả em? Dạ, đứa nhỏ nhất. À, thì em giờ, em hiện giờ sức khỏe em bệnh rồi ra sao, bệnh gì vậy? Dạ, bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường. Dạ. Rồi, rồi có gì nữa không mà em nằm? Dạ, em bị tiểu đường nó mệt, mờ mắt á. À, mà tiểu đường, đường cao quá mờ mắt á. Dạ. Rồi mệt. À, thì kính thưa mắt nhìn cuộc đời căn ga xem qua căn nhà của em, thì đây là được căn nhà này là nhà nước hỗ trợ cho 8 triệu, cũng cách nay khoảng 10 năm. Rồi khi căn nhà em đã bị sập, nhà nước hỗ trợ 8 triệu, thì em đã mần được như vậy, cũng nhà cây dấp lá cũng gọn ghẽ sạch sẽ. Thì cũng kính mong nhóm mắt nhìn cuộc đời xem qua được biết, hỗ trợ kinh phí cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đi trao cận tay những hoàn cảnh đặc biệt như vậy được nhiều hơn nữa. Và lễ phép xin chào A Di Đà Phật.